Khương Thơm xin chào các bạn. Các bạn ơi, các bạn có biết Khương Thơm đang chơi gì không? Các bạn đố các bạn đây là con gì nè? Đây là con sâu đó các bạn. Các bạn có biết con sâu này được cô làm bằng gì không? Làm bằng cái ống hút của mình nè. Ống hút ở nhà mà mình uống trà sữa đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát xem cái con sâu này nó gồm có những phần nào nha. Đây là đầu nè. Đầu nó có hai cái sợi râu nè các bạn. Đây là mình. Và đây là chân của sâu nè. Để thực hiện được con sâu này thì chúng ta gồm có những đồ dùng nè. Gồm có bút lông nè các bạn, ống hút và kéo. Bây giờ cô mời các bạn cùng quan sát, cô hướng dẫn các bạn thực hiện nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cầm ống hút nè các bạn. Các bạn bóp, bóp cho ống hút nó dẹp xuống. Rồi, chúng ta sẽ dùng kéo cắt đôi cái phần ống hút này ra. Nhưng mà các bạn phải cắt một phần lớn và một phần nhỏ. Một phần nhỏ nó nằm ở trên ha, phần lớn mình để ở dưới. Để mà mình làm cái tay mà mình điều khiển con sâu á các bạn. Trong khi cắt các bạn nhớ cẩn thận nha. Rồi, khi đến gần đến những cái co ống hút nè, thì mình sẽ cắt một đường thả xéo xuống đến cuối ống hút dưới luôn. Đó. Rồi, mình cắt tới đây nè các bạn. Rồi mình sẽ dùng cái kéo nè, mình cắt thêm một lần ở đây nữa. Để mà mình làm cái râu của nó đó các bạn. Mình cắt xuống. Đó. Rồi, mình sẽ bẻ cái phần này xuống các bạn. Bẻ phần này xuống và mình nè, cái chỗ cái phần nhọn này nè, mình đặt cái kéo vô, mình cắt cái phần nhọn này ra làm hai. Để mà mình làm hai cái râu của con sâu các bạn. Rồi, mình dùng tay mình vuốt lên. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cắt những cái khoang này nè. Cái khoang này nè, mỗi một khoang á của cái con ống hút này các bạn, mình cắt một lần. Nhưng mà mình các bạn quan sát cô cắt có phần nửa thôi ống hút nha các bạn. Mình không được cắt rời cái ống hút ra. Để mà mình làm chân của con sâu á. Đó, mình cắt nửa thôi, độ hơn nửa cái ống hút là được. Bạn cắt cẩn thận để thôi là nó đứt ra làm hai nha các bạn. Mỗi một cái con hút là cái ngăn này là mình cắt một lần để mình làm chân. Rồi, mình sẽ bóp tròn lại nè, cô sẽ bóp tròn lại lại. Rồi, các bạn lật lên nè. Đó, bóp mình dùng tay mình nắn theo cái ống hút này cho nó tròn. Rồi, các bạn khi đến cái phần bụng nè, phần bụng của con sâu mình sẽ bỏ một cái đốt đầu tiên. Mình cắt cái đốt thứ hai. Mình cắt một đốt, mình bỏ một đốt nha các bạn. Cắt một đốt, bỏ một đốt. Để mà cho nó giữ lại con sâu nó cứng là khi mà mình chơi á, khi mình điều khiển nó. Rồi. Rồi mình sẽ dùng tay mình banh những cái chân này ra cho nó tròn. Rồi các bạn, mình đã được nè. Rồi bây giờ mình sẽ cầm cái đầu mà ống hút mà nãy mình cắt còn á, mình sẽ cuộn tròn lại và mình lồng vào phía trong cái ống hút. Mình sẽ lồng vào phía trong cái ống hút nè. Đó, mình lồng qua tới ngoài này luôn. Rồi mình rút hết vô. Mình dùng tay mình vuốt cái phần râu cho cái râu con sâu nó rảnh lên. Đó, mình đã được con sâu nè. Rồi. Rồi, bây giờ các bạn quan sát nè. Thấy không, mình được con sâu nè các bạn. Rồi bây giờ con sâu của mình á, nó chưa có mắt, có mũi ha. Chưa có mắt nè. Chân nó cũng chưa có nè. Bây giờ mình sẽ dùng cây bút lông. Mình chấm một chấm tròn đen ở đây. Để mà mình tạo mắt cho sâu nè.
Đó, mình lật bên đây mình sẽ chấm chân. Các bạn muốn chấm nhiều chấm cũng được, các bạn muốn chấm ít chấm cũng được nữa, tùy theo mình thích nha các bạn. Rồi, cô muốn chấm ở trên lưng của con sâu dài chấm đen nữa nè. Rồi mình khi mà mình chấm chân với chấm mắt sâu sâu xong á, mình lật cái phần bụng của con sâu lên, mình banh những cái tua này nè, cái này là chân nè các bạn, mình banh cho nó tròn ra để mà mình, khi mà mình chơi á, con sâu nó sẽ uống lượng khi mà mình nó bò các bạn, cho nó dễ thương hơn. Rồi đây thấy chưa, thấy chưa nè, tôi đã hoàn thành được con sâu rồi nè. Cô vừa hướng dẫn cho các bạn thực hiện con sâu bằng ống hút nè. Con sâu này màu xanh, trong cái ống hút thì nó có rất là nhiều màu. Các bạn có thể làm thêm một số con sâu mà bạn thích tùy màu nha các bạn. Cô làm thêm được một con sâu để vào bộ sưu tập của cô rồi nè. Ngoài ra cô còn làm thêm những con sâu màu khác nữa nè các bạn. Đây là con sâu được làm từ ống hút màu xanh dương nha các bạn. Đây là con sâu được làm từ cái ống hút màu tím nè. Đây là con sâu được làm từ ống hút màu đỏ. Và đây là chú sâu được làm từ ống hút màu vàng nha các bạn. Bây giờ các bạn cùng cô đếm với cô xem bộ sưu tập sâu của cô được mấy con nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bộ sưu tập của cô đã được 7 con sâu rồi nè. Cô vừa hướng dẫn các bạn cách thực hiện làm những chú sâu bằng ống hút nè. Qua video này cô mong rằng ở nhà các bạn có thể làm nhiều chú sâu hơn là cô nữa để thêm vào bộ sưu tập. Và các bạn có thể là chơi một mình nè. Hoặc là các bạn còn có thể rủ bạn bè, anh chị của mình chơi trò chơi đua sâu. Hôm nay cô Thơm cũng sẽ rủ bạn của cô Thơm chơi trò chơi đua sâu nè, các bạn cùng xem nha. Này bây giờ thì cô sẽ mời cô Tâm nè và cô Trâm sẽ cùng chơi đua sâu với cô nha. Bây giờ luật chơi nè, con sâu á sẽ đặt ngay cái cuốn lá và bò chậm 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 nè, bò sát cái mí lá. Khi nào mà bò đến cái cuối của cái lá thì trước thì con sâu đó sẽ thắng cuộc nha. Con sâu nào mà bò bay ở trên lá là không thắng cuộc nha mấy cô. Vậy đó. Cô có thống nhất được chơi không? Thống nhất. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Thu có tầm bò dữ quá. Thu có tầm nghe chăm. Từ từ thôi Tâm. Tâm ơi, bò từ từ thôi nghe Tâm. Rồi, con sâu màu xanh của cô Tâm là tới nhất nè. Con sâu của em tới nhì và con sâu của Trâm là tôi bét nhà. Lần sau cô không lỗ của cô Trâm. Cố gắng lên nha. Vừa rồi, cô vừa hướng dẫn các bạn làm con sâu từ ống hút nè. Và chơi trò chơi đua sâu. Mong rằng ở nhà các bạn cũng có thể là làm những con sâu xinh đẹp như vậy nè. Và rủ anh chị em, bạn bè của mình chơi ở nhà. Qua cái video này thì các bạn có thể là rèn luyện kỹ năng cắt nè. Và khả năng khéo léo của đôi bàn tay mình để làm những chú sâu xinh đẹp thì có thể là tặng cho những người thân nha các bạn. Video của cô đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Xin chào. Đây nha, bắt đầu. Rồi, con sâu của cô, của em nè, là màu vàng là em về nhất nè. Con sâu màu xanh của Tâm về nhì nè. Con sâu này về ba nè. Con sâu của cô Trâm là về ba nha.